sự nghèo lắm. Bây giờ trong sầm uất ghê. Ngày xưa bố mẹ nhớ là nghèo lắm. Thường Tín, Văn Điển Thường Tín cũng là rất là nghèo. Đây này con, đây mình sẽ có cái xe máy à? Ngày xưa nhà mình hay mua cái hoa của cái hàng ngay đây. Vâng, hôm nay hoa này không tươi mà. Nhưng mà mình về sau mình biết là đi vào sâu ở trong mới đẹp. À không phải ạ, có những hôm là hoa này cũng đẹp. Hoa nhà này thì bông nó sẽ to hơn. Nhưng mà như hôm nay là nó không có nhiều lắm. Tùy hôm, nào có thấy hoa ở đây là ok rồi thì mình mua luôn hoa đây. Không nghĩ trong kia nó nhiều lựa chọn hơn. Không ạ, ở đây có 3 hàng hoa. Là hàng đấy, hàng mình hay mua này, hàng này này, có thêm một hàng nữa. Thì cái hàng còn lại là cái hàng mà cháu bao giờ có hoa có lộc à. Hôm qua bố đi mua hoa đấy. Thế là bố học được một bài nữa. Thế là cái bà bán hoa bà mới, bởi vì bố không mua cái hàng mà con hay mua đâu. Nhiều lúc cái bà lại đi ra ngoài. Thế xong rồi là bố mua ở hàng khác, đi qua đấy thì bà mới nhìn thấy cái lá ở dưới nó úa. Thế bà bảo cái hoa này cứ để lâu. Thật ra đấy chỉ là một phần kinh nghiệm thôi bố ạ. Nó đúng, chính xác là hoa cúc thì hay nhìn ở phía dưới đấy. Thứ nhất là họ hoặc là lá nó úa, hoặc là mình nhìn cái phần đấy nó bị chọc rồi, là người ta thấy úa, người ta lột đi. Thế nhưng mà một phần khác nữa là ở có những hoa ấy, họ đã lột đi đồng chuyện, họ còn cắt luôn cái phần đi. Nên là mình sẽ không phải nhìn được cái đó. Đó, thế mà thường thì con hay mua chị trước bởi vì là hoa chị mới. Nhà chị gần đấy, có những cái là hoa của nhà chị luôn, có những cái là hoa chị mà chị bán liên tục như vậy thì nó không còn hoa tốt. Chứ còn những cái bà xung quanh đấy con đã bị một lần là nhìn thấy hoa rất là tươi nhưng mà mang về không nở được. Mấy cái bà bán hoa quả ở cái chỗ cái chợ ngay chỗ nhà mình đấy. Thì cô bán quả thì được. Ừ. Chứ còn cái bố ra bố mua hôm qua thì người ta ớt thích chơi cái đứa nó cháu đi đâu rồi. Tôi ra thì thích chơi đi mua thì tôi mua nó. Cái cơ bản nếu mà mua hoa ở bên ngoài ấy, thì để mà an toàn ấy thì nên chọn hoa cúc hơn chứ không nên chọn hoa hồng. Thấy hoa hồng thì lạnh rất là nhiều, hoa hồng thì khó chọn hơn, hoa hồng phải biết nhìn cánh nữa đấy. Thế nhưng mấy lần bố mua hoa hồng đấy là để ở nhà ấy ạ, xong là không nở được, nó héo hết ở trên bàn thờ ấy, tại vì nó hoa lúc lạnh. Truyền thống nhà mình ngày xưa là toàn dùng hoa hồng. Đâu nhà mình chưa từng cắm hoa cúc chưa? Không, thời của bà Thanh cơ. Thế nên ta cắm trên bàn thờ để cắm hoa cúc tốt hơn. Bây giờ hoa hồng nhiều hơn hoa cúc bây giờ. Bây giờ hoa cúc mới lên ngôi. Bây giờ hoa hồng nhiều. Chỉ có hồng với huệ đấy. Bây giờ dân bác sĩ bọn này nó ban ngày nó tắt điện nhỉ? Thừa điện. Điện này thì nhà chả có gì mà điều kiện. Nhưng mà nó sẽ đổi cái giá điện của người dân đấy. Điện dây điện thì cũng có rồi, nhà máy thủy điện nó rồi, thế là
xưa hồi bố làm một cái bộ vệ sinh hộ dịch ấy, những cái thời tiết này là mọi người rất là cẩn thận với lại các cái dịch, nó cái thời tiết nó thay đổi như này. Nhưng cái thối đến như vậy thì khả năng là phải có gì chết ở trong đấy. À, thối mà con không để ý, mà thông thường lại con đứng ở chỗ đấy con hay nhịn thở, tại vì con hay sợ mùi lợn như thế bố. Thế mà con chỉ thở rất là ít, mà thở nông ấy. Thế mà tự nhiên lại con thối, nhưng con bảo là chắc là do cái nước ở cái đấy, cái chậu nước bên cạnh ấy. Nhưng xong con thấy cái nước cái vật con nghi nghi, con ngửi được một cái thế là nồng lên. Thì con nghĩ trong nguồn nước là có, con nghĩ trong nguồn nước của con thì nó chết. Cho nên là lần nào đi cũng phải mua đến một chục chai nước lý nhé. Yên tâm. Con nghĩa là con đã lấy sẵn cái bình nước đầy rồi, mình lấy ra đã đủ cho hai cái bình hoa trên ba lần thẩm định rồi. Nhưng mà lúc con đang đổ là một nửa thì con lại sợ hết không? Thế con bảo là đi ra kia xem có nước không, xem thấy nước thì con bảo thôi lấy tiện thể lấy đầy luôn. Thế là chỉ béo luôn phần nước sạch của mình. Đang còn một nửa chai nước sạch. Đây trên nhà con không tìm được cái chai nào cái thứ của con mắt. Bây giờ mình đi thẳng đến cái chỗ hàng chay ở chỗ Đi Từ Kiệt nhé. Xong rồi đi ăn luôn đấy nhỉ. Hy vọng nó còn bàn. Nó còn bàn đấy. Có hôm có đến không còn bàn. Đúng rồi. Có dẫn các cái ông bạn đến. Sớm thì tức là nó phải gọi sang bên yêu đàm. Thế là nó bố trí. May quá sang đây. Con để ý xem, bên trong kia nó có cả những cái thùng ấy, có cái cả tay cơ luôn. Để lúc nãy bố nhìn hay là cái mắt của bố nó không đúng. Con thì đang không đeo kính nên không nhìn thấy gì. Đây là cái gì vậy, trường học? Thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài. À, hôm nay không có thi à? Làm bài thi tốt. Hôm nay thi tốt nghiệp của lớp 9 à? Thế à? Kìa, con nhìn thấy Tiger chưa?